Rồi chứ bây giờ mình dở ra cái tờ các khuynh hướng nhận thức thời Phật tại thế có chưa? Có chưa? Hả? Có. Có ba khuynh hướng nhận thức luận được ghi lại trong kinh tạng Pali. Huyền Tâm nói rồi, cái môn học này gọi là nhận thức trong kinh tạng Pali. Huyền Tâm bỏ chữ luận, thật sự không cần thiết bỏ chữ luận đâu, là nhận thức trong kinh tạng Pali thôi. Ba khuynh hướng nhận thức được ghi lại, ba khuynh hướng nhận thức luận được ghi lại trong kinh tạng Pali. Thứ nhất là truyền thống luận, là sự hiểu biết cao nhất có được từ thánh điển Vệ Đà, và chỉ có giai cấp Bà La Môn mới có được thẩm quyền giải thích thánh điển. Không thể nghi ngờ này. Quý vị biết bây giờ các Vệ Đà thì quý vị có thể vô mạng quý vị đọc. Bây giờ người ta bỏ, người ta tải, người ta đưa lên mạng. Sách vở quý vị cũng cần phải mua. Nhưng mà quý vị biết cái thời Đức Phật tại thế vậy là cách đấy, chỉ mới cách đấy cũng vài trăm năm ở Ấn Độ thôi. Vệ Đà là chỉ có giai cấp cao. Vệ Đà không phải ai đọc được đâu, chỉ có giai cấp cao người ta mới học Vệ Đà thôi. Còn giai cấp thấp hay là phụ nữ người ta cũng vẫn được học. Quý vị biết cái truyền thống á, truyền thống luận này là nói về chi? Tức là Bà La Môn giáo á, truyền thống luận là Bà La Môn giáo. Để Huyền Tâm nói đến cái Bà La Môn giáo quý vị nghe. Bà La Môn giáo nó chia ra bốn giai cấp, mà trong nó có một giai cấp là outcast, tức là nó không thuộc. Chiến Đà La là giai cấp thấp rồi, nhưng mà có một giai cấp nghĩa là không thuộc, nghĩa là dưới Chiến Đà La nữa. Thì bữa đó Huyền Tâm mà đi coi một triển lãm của một họa sĩ, ông này là thuộc giai cấp thấp, thấp gọi là outcast, tức là shadow cast của Ấn Độ á. Ông này là một họa sĩ rất nổi tiếng. Thì tất nhiên bây giờ bên xã hội Ấn Độ thì người ta không có giống như ngày xưa nữa. Tất nhiên là ai mà có học hoặc là ai có điều kiện, ai chăm chỉ thì anh có thể là tiến lên được, chứ không đến nổi giống như ngày xưa. Thuyền Tâm thấy có một cái bức ảnh mang tờ tờ giống như ảnh bằng thư pháp vậy, nhưng mà có một cái ông nó nghèo cái đầu qua bên phía trước mang một cái bình rất là to, nó cái cổ á, bình rất to, cái ảnh đó nó tờ tờ giống như vậy này. Ví dụ như tờ tờ giống như vậy, một người ta đi như vậy chứ. Thì phía trước này á, có một cái bình đeo lên cái cổ á, có một cái giấy vậy, đấy là cái miệng bình. Thì Huyền Tâm mới hỏi ông á, Huyền Tâm mới hỏi ông, ủa ảnh này là cái ảnh gì vậy? Cái này có nghĩa là gì? Thì ông nói về này, ông nói là ngày xưa mà theo Bà La Môn giáo á, những cái người mà gia cấp thấp là họ mang một cái ống nhổ ở trước cổ á. Họ chỉ đi hai bên đường thôi, họ không được đi giữa đường. Giữa đường để dành cho giai cấp cao thấp. Nhưng mà giai cấp cao họ mà muốn khạc nhổ gì thì họ khạc nhổ trên cái ống nhổ đó. Họ khạc nhổ trên đường sẽ là dơ đất. Nói với quý vị biết. Như vậy đó. Nhiều cái kinh khủng lắm. Quý vị đọc cái Dhamma Sutra là nhiều cái nó kinh khủng, không thể nào tưởng tượng được đâu. Nhiều cái mà phải nói nó mang rờ ghê lắm. Nó mang rờ mà đến nỗi mình chưa bao giờ mình tưởng tượng nhiều cái mà nó khủng khiếp lắm. Như Huyền Tâm không có tiền nói ra, nó vấn đề tệ gì mình có tiền nói ra. Cho đến bây giờ nó vẫn còn, chứ không phải là không đâu. Cho đến bây giờ nó vẫn còn. Nhưng mà đó là một trường hợp điển hình thôi. Tức là những người mà giai cấp outcast, tức là không thuộc giai cấp nào, họ chỉ được đi bên lề đường thôi, đi ruộng hai bên lề đường. Nhưng mà giai cấp cao đi giữa Bà La Môn, giữa họ muốn khạc nhổ là khạc vô trong cái ống nhổ ở trước, đeo ở trước cổ á. Thì đó, cái đấy là có thật á, Huyền Tâm có, Huyền Tâm không hiểu, Huyền Tâm hỏi thì ông giải thích như vậy đó. Nhưng mà quý vị đọc vài cuốn sách mà nói về giai cấp bên Ấn Độ là quý vị khủng khiếp lắm. Khủng khiếp ghê lắm. Hoặc là quý vị coi bộ phim mà The Untouchable đó, quý vị sẽ thấy. Cho đến bây giờ mà những cái ngôi làng người ta vẫn thực tập cái đó. Tức là những cái giai cấp thấp mà đi ngang qua gia đình của Bà La Môn là họ phải là sắp dẹp ra, họ phải lấy dẹp ra. Xong rồi họ đi ngang qua nhà đó, xong rồi họ bắt đầu qua khỏi cái nhà đó, họ bắt đầu họ mới là bỏ dẹp xuống họ đi. Bây giờ vẫn còn. Ví dụ như đi vào một uống trà trong một cái quán mà của giai cấp Bà La Môn uống á, trà mà nghĩa là trà Ấn Độ á, thì những người giai cấp thấp họ chỉ ngồi ngoài lề đường thôi, họ ngồi tầng bậc cấp thì họ không có ngồi trên ghế.
giống như cách đây khoảng mấy năm về trước khi Huyền Tâm còn ở bên Ấn Độ là có một hai sư em, có hai em đó là thuộc giai cấp cao, à thuộc giai cấp thấp mà thuê một gia đình Bà La Môn. Mà khi mà hai cô này mà xuống dưới cái nhà bếp mà lấy nước á, thì bị cái ba chủ nhà mà lấy dẹp mà đánh đến đâu á, họ không cho vô bước vô nhà họ đâu, cho đến bây giờ vẫn như vậy. Cho nên cái xã hội Ấn Độ thì nhìn bên ngoài như vậy, nhưng mà quý vị mà đi vào trong á, cái tấm của họ mà sống bằng cái giai cấp nó khủng khiếp vô cùng, nó làm cho một cái xã hội con người nó còn kiệt quệ mà nó khó đi lên lắm, nó khó nắm bắt về cái thời đại lắm. Như bây giờ mình thì ngược lại, cái chi Việt Nam mình cái chi cũng hướng ngoài cả, nhưng mà người Ấn Độ tuyệt đối là không, họ không phải là một người hướng ngoài. Tại vì họ lúc nào tin rằng á, cái giọng người của giọng dân mà người nước Ấn Độ của họ là lúc nào cũng là số 1 hết đó. Mà mọi thứ là họ không có sai đâu ngoài, không phải giống mình. Quý vị biết thuốc là không có thuốc giả mà nghe, không có thuốc giả. Mà thuốc á, ví dụ như họ dán trên họ dán ở trên cái nhãn là khoảng viên thuốc là khoảng 5,000, là họ bán tất cả các nước trên các tất cả khắp nơi trên Ấn Độ đều bán 5,000, không có bán ngoài cái đó. Đã bán ngoài mà lên 10,000 là cũng như sập tiệm đó. Ấn Độ có nhiều cái cũng hay, nhưng mà có nhiều cái mà quý vị đi vào trong quý vị sẽ thấy nó khủng khiếp lắm. Nó họ sống bằng những cái mà nghĩa là cái lâu đời lâu kiếp của họ không gọi được. Ví dụ như một con chó mà vô nhà, họ không ăn thịt chó, nhưng mà một con chó vô nhà họ có thể họ đánh chết đó. Nhiều nhà họ tuyệt đối họ không nuôi chó mèo. Tại vì sao? Họ chó nói chó mèo mà vô nhà Bà La Môn là nhập, họ không ăn thịt. Họ là đất nước mà họ không ăn thịt là không phải là tại vì là họ có lòng từ bi giống như mình, nhưng mà họ không ăn thịt ăn cá thì tại vì là họ cho rằng động vật là nhớp, không xứng đáng để cho họ ăn đó. Nói cho quý vị biết, dơ họ không ăn, giống như chó mèo vậy đó. Họ không có nuôi chó nuôi mèo. Những gia đình Bà La Môn là họ nuôi chó mèo. Họ nhiều cái vẫn còn nhiều cái rất là cố chấp. Họ giết tế lễ ha. Thật sự ra quý vị biết cái Bà La Môn cũng có nhiều nhóm, có nhiều chi nhánh. Ngay trong giai cấp Bà La Môn có nhiều giai cấp rất là cởi mở. Chứ không phải tất cả mọi người đều là bảo thủ đâu. Ví dụ quý vị biết có một cái trường phái mà nó về cái mà gọi là họ thờ những cái vị nữ thần á, thì sau này nó bắt đầu là mầm mống của thiết lập nên một cái trường phái gọi là mật tống á, mật chủ á, là một cái nhóm Bà La Môn cởi mở ở trong vùng, ở phía nước cái vùng của Nalanda. Thì khi đó là họ không có thích, họ không có đồng ý với là cái quan niệm về là giai cấp, họ không đồng ý là thân phận của người phụ nữ là thấp. Thì cho nên họ mới là có một cuộc cách mạng, họ lại tôn thờ những cái vị nữ thần, rồi họ sử dụng. Nếu như mà ở trong mật chủ của Ấn Độ á, thì họ cho rằng á, nếu như bất cứ người nào âm thanh là nó có tính cách phổ quát, nó không có tính cách là bên này nam hay là nữ, ai mà theo cái mật chủ á, thì người đó đều có thể, nếu như họ tùng tới một mức độ nào đó thì họ đều có thể là có đạt đến một cái gì đó. Cho nên quý vị biết cái người mà khởi xướng ra gọi là mật chủ hay là mà nói mật tống á, mật tống này mật tống chúng á, không phải Huyền Tâm nói mật tống Phật giáo, nhưng mà mật tống Phật giáo là một phần nào cũng lấy từ nơi chỗ mà bên văn hóa của Ấn Độ. Thì họ vẫn tin rằng có những Bà La Môn, người ta vẫn tin rằng á, là họ vẫn không tin vào trong một giai cấp. Cho nên cái thời Đức Phật tại thế, quý vị, 62 trường phái ngoài đạo lận. Mà trong đó thời gian sau này cũng có nhiều người họ cũng cách tân, nhưng mà một những nhóm này họ rất nhỏ chứ không phải là lớn. Cho nên họ vẫn khó mà thay đổi được bộ mặt của Ấn Độ lắm, của văn hóa Ấn Độ. Khi mà nói về truyền thống luân đấy có nghĩa là Bà La Môn giáo. Thời Đức Phật á, thì chỉ có ba Vệ Đà, quý vị đọc Kinh Tâm Minh quý vị thấy, hình như chỉ có ba Vệ Đà thôi. Cái vấn đề á, khi mà quý vị đọc Kinh Tạng Pali thì quý vị sẽ thấy cái Upanishad ở thời đó hình như nó chưa được tường hình cho lắm. Có người nói rằng là Upanishad là
tức là ảo nghĩa thứ là thành lập rất lâu sau thời Đức Phật tại thế. Rồi cái thứ hai lý luận là tắc kỳ vimamsi, sự hiểu biết nhờ vào bàn luận hay lý luận mà không dựa vào sự hiểu biết thông thường. Các Upanishad vào thời kỳ đầu hay là người theo chủ nghĩa hoài nghi, người theo chủ nghĩa khoái lạc, và hầu hết Ajivakas. À, quý vị biết cái chủ nghĩa khoái lạc Ajivaka là ta gọi là vật chất luận á, thì bây giờ cái trường phái này ở bên Ấn Độ đã mất rồi, nhưng mà người ta khôi phục lại, người ta mất cả cái bản kinh của họ, rồi cũng mất cả những cái người mà theo cái chủ nghĩa khoái lạc này, nhưng bây giờ cũng có một vài người người ta nghiên cứu, người ta coi lại thử là cái chủ nghĩa khoái lạc hơi đó họ sống như thế nào, là người ta dựa trên cái kinh tạng Pali. Có thể nói là kinh tạng Pali được coi như là một trong những cái gọi là cái thánh ngữ mà cổ xưa nhất của Ấn Độ cho đến ngày nay. Rất nhiều người mà tìm đến kinh tạng Pali để người ta tìm về các tư tưởng thời Đức Phật tại thế, mà ở đó là các cái bản luận hay các tư tưởng đã mất, thì người ta có thể trở về lại kinh tạng Pali người ta tìm hiểu. Thực nghiệm luận tức là sự hiểu biết bằng trực nhận từ kinh nghiệm trực tiếp không qua suy luận trong cả Upanishad thời kỳ giữa và thời kỳ cuối. Vài vị Ajivaka và Jain, ngay cả những người theo chủ nghĩa khoái lạc, nó là như vậy này. À, quý vị biết ảo nghĩa thứ á, hay là Upanishad á, thì đa số những cái ảo nghĩa thứ là được viết sau thời Đức Phật nhập diệt. Chữ thời Đức Phật nhập diệt là chưa có ảo nghĩa thư. Cái này đa số các học giả phương Tây người ta đồng ý. Nói như vậy để quý vị, khi mà quý vị học á, thì quý vị có thể phải có một con mắt để mình có phải có cái quan điểm lập trường của mình, chứ không thôi là dễ bị lạc lắm. Là tại vì sao? Như Huyền Tâm nói, cái người Ấn Độ người ta trồn nhất nhiều, ta lấy rất nhiều giáo lý của Phật. Là quý vị biết, quý vị có nhớ trong một bài kinh mà Như Huyền Tâm đọc ở đâu đó trong kinh là có một vị du sĩ á, mà vô trong cái thỉnh hội của Đức Phật á, để mà họ ăn cắp cái giáo lý của Ngài, họ về họ dạy lại cho chúng đệ tử, quý vị nhớ không? Có. Thời Đức Phật đã có những người đạo, nghĩa là lấy những cái mà lời Đức Phật dạy để đưa vào trong cái giáo lý của họ, rồi huống chi cho đến thời kỳ mà sau khi Đức Phật nhập diệt, cho đến thời kỳ Asoka nữa, quý vị biết Phật giáo nó phát triển không thể nào tưởng tượng được. Cho đến thời kỳ Asoka là quý vị biết Phật giáo nó đi đến tầng đến chỗ là cứ như Afghanistan rồi Hy Lạp, nói chung nó đi rất là xa, nó trải ra một cái vùng rất rộng. Thì trước cái hoàn cảnh như vậy á, thì cái truyền thống luận, người là truyền thống luận của Phật giáo, nó không có cái gì hơn là phải lấy một chút bên này, lấy một chút bên kia để họ giữ cái đạo của họ. Giống như thử là sau này bữa hôm Hiền Tâm nói là cái Ấn Độ giáo là cái kết hợp giữa Ba La Môn giáo và Phật giáo. Tại vì sao? Cái Ba La Môn giáo là ở đó họ không có cái chủ thuyết về nghiệp, chưa có cái chủ thuyết về nghiệp, không có. Họ chỉ là thiên nặng về tế tự, rồi những người nào gọi là có trí tuệ đi theo con đường trí tuệ là những người học về đa thôi, vì họ đi theo con đường tế tự là nhiều, chứ họ không có nói về cái giáo lý nghiệp. Tại vì nếu như nói về giáo lý nghiệp ấy, cho đến bây giờ nếu như quý vị coi những cái người mà theo đạo Hindu á, họ không có cái kim chỉ nam để tu, hẳn phải là một cái gọi là tôn giáo để cho chỉ dẫn con người về đạo đức, không có. Mà trong đó tất nhiên toàn là những vị thần quỳnh nhau, rồi ông thần này cướp vợ của ông thần kia, rồi như diệt ông thần kia, rồi nói chung không có những cái mà dọn như có chuyện truyền thuyết. Tất nhiên hẳn có cái ý nghĩa triết học trong đó, nhưng mà điều để mà ra một cái hệ thống mà chỉ dạy con người mà làm điều thiện mà tránh điều ác, không có. Cho đến bây giờ Ấn Độ giáo. Cho nên quý vị phải cẩn thận những cái đó. Chứ không thôi là sau này quý vị học là quý vị sẽ bị mớ mang, mà quý vị lạc, mà quý vị tìm ra cái đầu mối là quý vị nói lúng túng hết á. Thực nghiệm luận là chứ đấy, cũng có một vài người theo thực nghiệm luận, nhưng mà trong đó như vậy Đức Phật thuộc trường phái nào? Còn cái kinh nào Đức Phật dạy cái này, quý vị về tìm, bảo đảm là có trong một cái kinh đó. Quý vị về tìm những cái này đi. Đức Phật thuộc trường phái nào? Trong kinh Sanggarava Sutta, Đức Phật tuyên bố có sự sai khác giữa chứng đạt thượng trí của Ngài với các ngoại đạo khác theo truyền thống và lý luận. Ở đây này Bahajavaja,
Bharavaja, các vị sa môn, bà la môn ấy đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe. Từ mình chứng tri hoàn toàn các pháp ấy, từ nhận rằng về căn bản phạm hành, họ đã chứng đạt ngay trong hiện tại, thống trí và cứu cảnh bị ngàn nhờ thượng trí. Ta là một trong những vị ấy, ông cần phải hiểu theo nghĩa như vậy. Ta có thể nói sự chứng đắc của Phật nhờ vào sự nỗ lực hành trì nội quán mà không nghe theo bất kỳ các đạo sư nào, đó là con đường thực nghiệm. Ba, tức là ngài theo cái con đường thực nghiệm, ngài đã xem truyền thống luận như chuỗi người mù nối đuôi nhau và các nhà lý luận thì trường uống như con lươn. Ở đây thì có hai. Ở đây là nói những chuỗi người mù nối đuôi nhau, tức là những người có một bài kinh mà tuyên bố là họ đã, nghĩa là con đường đi đến, con đường đi đến án trú hay là ở vị phàm thiên. Thì Đức Phật dạy mà đã có ai mà nhìn thấy mặt phàm thiên chưa? Thì họ trả lời, các vị ba la môn trả lời là chưa. Thì Phật nói, chưa thấy mặt phàm thiên mà biết con đường đi đến phàm thiên là điều này vô lý. Cũng giống như yêu một cô gái mà không biết mặt cô gái đó, thì làm sao mà tới gặp cô gái đó được. Giống như là xây một ngôi lầu mà không biết là nó xây về hướng nào, cái mặt nó xây về hướng nào, cần cái gì, thì cái điều đó là không thể xảy ra. Còn trường uống như con lươn là đây là quý vị có biết là ông Sanjay Belitha hay như Belitha, ông này trường uống như con lươn. Quý vị về đọc lại, mở ngoặc đóng ngoặc đoạn này, quý vị về đọc lại bài kính Kính Phạm Vọng. Kính Phạm Vọng là một bài kính rất là hay. Quý vị về đọc để quý vị hiểu được cái bối cảnh lịch sử thời Đức Phật như thế nào. Thì quý vị biết ngài Xá Lợi Phất trường uống như con lươn, đây là nghĩa là ngụy biện luận. Quý vị biết thầy của Xá Lợi Phất là ai không? Biết không? Ai là thầy của Xá Lợi Phất? Ngài Xá Lợi Phất trước khi mà ngài theo Phật á, sao? Ngài Xá Lợi Phất trước khi theo Phật, ngài là đệ tử của Sanjay Belitha. Ông này á, ông này là một ngụy biện luận mà Đức Phật dạy là trường uống như con lươn đó. Ông nói sao được cả. Ví dụ như khi mà ông thấy Phật á, các tín đồ á, họ theo Phật nhiều quá thì họ nói chứ, đời này mà số đông thì thường rồi, số ít mới quý, thôi ta là ta theo số ít thôi. Đó, người gọi là trường uống như con lươn đó. Đệ tử theo bên Phật hết, cũng như là ai theo Phật cả. Tôi nói Phật là theo nhiều người, số đông là theo Phật. Ông là chỉ còn lại léo téo vài người, thì ông nói đời này số đông thì cũng có quý chứ cả, quý là số ít thôi. Đó, ông nói như rồi đó. Cho nên còn gọi là trường uống như con lươn á. Hai truyền thống này được xem như không đem lại hạnh phúc tối thượng và lợi lạc lớn. Tuy nhiên, có sự khác biệt rõ giữa sự chứng đắc tối thượng của Phật và các vị ngoại đạo thuộc thực nghiệm luận. Ở đây, phủ nhận truyền thống luận Anusavika. Cái đây là Đức Phật đưa ra cái quan điểm của ngài, tức là ngài phủ nhận truyền thống luận và cũng như phủ nhận lý luận. Thì trong này chủ yếu quý vị biết cái thời giáo lý của Phật á, thật sự bây giờ quý vị mà qua bên Ấn Độ quý vị học, người ta sẽ nói như vậy này: Đức Phật chỉ là người gọi là chỉ là người làm mới, làm một cuộc cách mạng, làm mới lại những cái truyền thống của Ấn Độ thôi, chứ Đức Phật cũng lấy những cái bên này chụp bên kia chụp, Đức Phật lấy lại thôi, chứ Đức Phật là không có cái chi mới cả. Nhưng mà nói như vậy là quý vị biết sao không? Người ta hiểu lầm cái giáo lý đạo Phật, người ta hiểu lầm cái thái độ của Phật. Là tại vì sao? Tại vì người ta nói như vậy, tại vì trước khi mà Đức Phật mà thành chánh giác á, là ngài cũng có chứ, ngài cũng có tu theo đạo Zen. Đạo Zen là đạo loại thể nè, tu khổ hạnh nè. Rồi là ngài cũng đã từng học về đa, ngài cũng từng học tất cả những cái gì mà của một truyền thống luận đã học. Thì cho nên nhưng mà cuối cùng ngài từ bỏ. Nhưng mà có một điều quý vị nên nhớ, quý vị biết cái ngôn ngữ Đức Phật sử dụng, phải sử dụng thôi, là tại vì sao? Tại vì nó thuộc về văn hóa Ấn Độ. Như bây giờ
quý vị biết á, thường thường á, cái con số 3 là con số mà không những mà bên Ấn Độ hay là văn hóa Ấn Độ mà bên phương Tây cũng vậy. Ví dụ như quý vị mà viết một bài luận bằng tiếng Anh á, thì người ta gợi ý cho vị 3 điểm, 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm. Ví dụ như quý vị, người ta vẽ, người ta nói quý vị phát triển một cái paragraph, phát triển một đoạn văn đúng chưa? Ví dụ đây là tiền đề, đây là cái điểm chính, thì quý vị phải phát triển 3 điểm. Người ta vẫn khuyên vì quý vị như vậy. Rồi trong khi phát triển như vậy, thường thường quý vị mình nói là người ta đưa ra hạnh phúc, an lạc, hòa bình, ví dụ như vậy, thì người ta cũng gợi quý vị là thường thường 3 điểm. Thì con số 3 thường thường hẳn nó phải trở thành riêng cái văn hóa Ấn Độ, nhưng mà có nhiều cái trở thành một cái chế độ phổ quát. Ví dụ như ngôi tam bảo thì bên Phật giáo mình có, rồi bên đạo Zen cũng có, rồi chi nữa, rồi là thần Brahman, thần Shiva, thần Vishnu chẳng hạn, thì cả đó là cũng là con số 3. Rồi là ví dụ như nói chung là cái truyền thống của Ấn Độ như thế nào á, thì Đức Phật somehow ngài cũng lấy lại như vậy. Ví dụ như cái từ Brahman chẳng hạn, thì Brahman Vihara là gì, có nghĩa là gì? Tự vô lượng tâm á. Vihara là nơi, là chỗ ở, là ngôi chùa, hay mình nói một cách nôm na là ngôi đền. Brahman tức là phàm thiên, hay là trụ nơi chỗ, nơi trụ ẩn, hay là nơi chốn của phàm thiên. Thì Đức Phật nói rằng Brahman Vihara này là tự vô lượng tâm, thì Đức Phật cũng sử dụng lại cái từ này. Nói chung cái ngôn ngữ là nó khác, nhưng cái ngôn ngữ cũng là ngôn ngữ của Ấn Độ, nhưng mà ngài sử dụng vào một cái quan điểm khác, chứ không phải là quan điểm giống như các tôn giáo khác. Thì quý vị phải cẩn thận cái này, tại vì sau này mà quý vị mà đi qua bên đó, qua bên Ấn Độ học chẳng hạn, quý vị thế nào cũng bị mấy ông giáo sư thuyết phục à. Mấy ông giáo sư thuyết phục, ví dụ như có một người làm một cái luận văn á, ánh sáng Upanishad trong kinh tạng Pali. Huyền Tâm nói, ủa thầy nghĩ sao mà thầy làm cái đề tài này? Không phải đề tài này, cái ông giáo sư ông cho tôi, ông giáo sư thì chuyên của ông chứ. Thầy nên nói ngược lại, ánh sáng của Phật giáo, của ánh sáng của những lời Phật dạy trong Upanishad thì chính xác hơn. Họ nói thì kệ họ, chứ còn mình làm không được. Cô ơi, ông này ông vẽ tôi làm cái đề tài đi, rồi tay ta như bảo đảm con thầy làm đề tài đi là nó trật lắc lắc à. Cuối cùng thay đổi đề tài thiệt, ta biết đâu có, nó hẳn đâu có đúng đâu. Cho nên mấy ông giáo sư ông thuyết phục tài lắm. Quý vị mà qua bên đó là quý vị học quá chân, những người mà qua bên Ấn Độ mà học mà không cẩn thận là cuối cùng cũng nói là ý chán mấy ông giáo sư rứa. Tại vì sao? Tại vì cái của họ là bây giờ họ theo đạo Ấn rồi. Họ theo đạo Ấn có nghĩa là họ lấy những cái Huyền Tâm đã nói với quý vị á, Brahmanism cộng với Buddhism thành ra là Hinduism đúng chưa? Thì họ chỉ sống như bây giờ thôi. Mặc dù họ biết nhưng mà họ nói Brahmanism cộng với Buddhism thành ra là chi? Hinduism đúng chưa? Thì họ theo cái này, cho nên thành ra họ phải biết cái này. Họ nói rằng Phật giáo là một phần của cái này, nhưng mà thật sự ra họ không biết rằng họ lấy của mình rất là nhiều. Nhớ là cái này, Huyền Tâm bảo đảm quý vị mà đi làm cái này quý vị mới trúng. Còn không thôi là quý vị sẽ bị họ lôi cho mà coi, phải chốt cứng, chứ còn không cứng là quý vị. Cho nên quý vị phải đọc kinh cho thiệt là kỳ, thì quý vị mới nhìn ra được. Cái thứ nhất, tại vì sao mà quý vị là đúng. Đức Phật là, thời Đức Phật tại thế là có hai khuynh hướng. Có hai khuynh hướng mà tìm con đường giải thoát á, nói chung có hai khuynh hướng tu tập, hai khuynh hướng mà gọi là con đường tâm linh. Con đường thứ nhất á là con đường giáo sĩ, có gia đình, có vợ, có con, giàu có, là con đường của Bà La Môn. Và con đường thứ hai là con đường của các vị du sĩ sống không nhà không cửa, ví dụ như là Đức Phật giáo đoàn và Đức Phật và giáo đoàn của ngài, hay là đạo Zen chẳng hạn, đạo loạn thể, họ cũng sống không nhà không cửa vậy. Thì tất cả những cái này nói như vậy là hai khuynh hướng này không bao giờ gặp nhau hết á, không có bao giờ gặp nhau. Cái căn bản đã không giống nhau rồi là cũng như những cái ngọn ngành là nó cũng không giống nhau. Cây mà đắng thì cháu trái hàng đắng à. Nói như vậy là quý vị có những cái chi mà quý vị muốn đi ra học nước ngoài, học qua học Ấn Độ, quý vị sẽ nắm cái cán.
chứ đừng để mấy người giáo sư Ấn Độ là họ xoáy mình, họ xoáy ghê lắm. Quý vị cũng cứng là họ xoáy liền á. À, có một cái ông này, ông nói đấy chứ. Ông hỏi Yên Tâm, ông nói chứ. Cô nghĩ sao? Cô có nghĩ là bốn cái sự im lặng của Đức Phật, quý vị nhớ không? Những cái câu hỏi mà Đức Phật im lặng á. Ông hỏi đấy chứ. Cô có nghĩ rằng là bốn, ông này là cũng là Phật tử nghe, Phật tử của Ấn Độ á. Nhưng Phật tử theo thôi. Tại vì thấy giáo lý của Phật tuyệt vời quá cho nên ông theo thôi. Nhưng mà ông Bà La Môn, ông nói cô nghĩ sao? Cô có tin rằng là bốn cái sự im lặng của Đức Phật là Ngài chấp nhận có từ ngã không? Mình nói tại sao là nghĩ như vậy? Đức Phật chấp nhận là không có ngã mà. Im lặng là tại vì Đức Phật, Ngài im lặng là tại vì Ngài có trả lời nữa, làm cho họ confused, làm cho họ cảm thấy bối rối, làm cho họ không có dính dạng. Càng nói càng giải thích từ ngã có ấy không, có ấy không, là Ngài không muốn trả lời tại vì nó không dính dạng tới con đường giải thoát và khổ đau. Thì ông nói tôi có cách để mà chứng minh rằng là Đức Phật á, là chấp nhận có tư ngã. Đó thì ông làm. Tại vì có điểm của họ như vậy rồi không nhúc nhích được. Cho nên thành ra Huyền Tâm mình nói chuyện á, chữ nghĩa là nói sao trúng hết á. Chứ mà ông mà chứng minh, ông có cả lý do của ông chứng minh chẳng phải là không đâu. Cũng người thiên hạ cũng vỗ tay rầm rầm. Cho nên thành ra mà nói quý vị đi về nghiên cứu, quý vị phải có quan điểm, quý vị sống chết về quan điểm đó. Mình theo Phật là sống chết về Phật, phải bính Phật chắc chắn rửa rồi, không còn nói ón đời chứ hết á. Thế quý vị phải cẩn nha, quý vị cẩn là hồ lối mình à. Nhưng mà có một vài mà nguồn tài liệu mà hỗ trợ cho quý vị cái này, mà ai làm luận văn thì Hương Tâm chỉ cho, không làm thì không chỉ, nói nhiều mệt. Thế ai làm một đề tài thì Hương Tâm sẽ cho chỉ cho mở tài liệu, nhưng quý vị phải đọc được đấy. Có cách để làm hết, nhưng mà nói trước như vậy để cho quý vị chuẩn bị tinh thần, ai đi du học Ấn Độ là chuẩn bị tinh thần. Còn những cái Bà La Môn họ vẫn rất thích giáo lý của Phật giáo, nhất là những cái giáo sư Bà La Môn. Nhưng mà cuối cùng cũng nói có cái ông giáo sư mình cũng thân lắm, ca người Phật vô cùng, nhưng mà cuối cùng nói lại nhưng mà Đức Phật cũng sánh trường trong cái gì truyền thống Bà La Môn mà. Rồi nói chứ nói hồn không chân nở à. Không nhúc nhích được. Truyền thống đối với họ bất di bất dịch rồi. Cũng giống như mình theo Phật là bất di bất dịch rồi. Thành ra khó nói lắm. Mặc dù họ là những người trí thức thiệt, họ vẫn thích giáo lý ở Phật thiệt. Nhưng mà rồi vẫn chấp nhận là Đức Phật là hóa thân của Vishnu. Phật nào nói đâu, họ nói cho Phật nào mà nói. Không có Phật có nói mới hết á. Nhưng mà cuối cùng họ phải gộp Phật vô để mà họ giữ của họ, chúng thôi là họ mất cái đạo của họ luôn, họ theo Phật nhiều quá. Rồi tiếp theo quý vị đọc các truyền thống luận như Bà La Môn giáo cho rằng chỉ có thánh điển có thẩm quyền cao nhất được chấp nhận bởi các trường phái bảo thủ. Quý vị đọc các bài kinh mà Huyền Tâm đã thiệt á, nói thật với quý vị, đáng lẽ Huyền Tâm muốn soạn cái này muốn soạn ra là lô ra cho quý vị biết hết. Đáng lẽ Huyền Tâm chỉ nói thôi, phải cho ra cho quý vị là điều hồi đó Huyền Tâm mà dạy cái lớp níu sao trời ơi, ai mà cũng ngay muốn theo rắn mắng, không có giáo trình ngay nào giáo trình hết. Tôi nói là kính Phật là ba tàng kính điển năm bồ ni cái giá là giáo trình rồi chứ thiếu muốn á, rồi mắng chiêu ngay muốn đi theo giáo trình. Thành ra Huyền Tâm phải soạn đi. Đáng lẽ Huyền Tâm không soạn, Huyền Tâm nói thôi là quý vị về quý vị hiểu sao quý vị hiểu đây. Chứ con nói đi bây giờ thì mình đi chờ mình nấu ăn luôn, chỉ có cậy bà lên ngồi bà ăn không à, không chịu làm việc ai dài chi rửa đúng không, làm như gì là quý vị Huyền Tâm làm hư quý vị nữa thế. Rồi Anusavika được hiểu như là truyền thống Vệ Đà hay bất kỳ truyền thống hay các thánh điển được tôn sùng và không được nghi ngờ. Có một cái là quý vị biết á, truyền thống Bà La Môn giáo á không được question. Nói như vậy là phải theo như vậy. Quý vị biết á, ngày xưa mà những cái người á, mà những người giai cấp thấp á, mà lén nghe Vệ Đà là họ bị cắt lời đó. Còn quý vị biết á, cái văn hóa của mình á, nó là người phụ nữ mà bất tín á, là không được đi lên chánh điện thế này kia, cái nữa mình cũng ảnh hưởng bên cái Bà La Môn giáo á. Người phụ nữ là bất tín, người phụ nữ là xấu xa, tất cả những cái này là mình ảnh hưởng một phần là bên. Chứ con không có Phật nào nói hết đó. Phật cũng có nói, Phật thương lắm.
Mình chỉ có cái là mình ưa, mình bị ảnh hưởng cái văn hóa của họ, rồi cuối cùng là mình cho rằng là bất tình ố uế chứ có gì đâu. Cái tâm đi mình quan trọng đi, con cảnh đó là cái chuyện bình thường thôi. Chuyện đó Huyền Tâm thấy tất cả những cái nữa là chuyện bình thường. Nam thì có chuyện của nam, nữ có chuyện của nữ thôi, có cái chí mà gọi là ố uế bất tình dưới đây hết á. Nhưng mà tất cả những cái này nói là vì mình ảnh hưởng, tại vì thật sự mà chỉ quý vị biết ở trong thánh điển của Vệ Đa hay trong cái văn hóa của Ba La Môn, họ vẫn cho có quan niệm giống như mình vậy đó. Phụ nữ là ố uế thân dơ dại, ố uế thế này thế kia vậy. Được chấp nhận bà trường phái và tụ và không được nghi ngờ, tức là không được hỏi, không được nghi ngờ, không được chất vấn, chỉ nghe học thuộc lòng thôi. Mà trường quý vị biết vì sao á, bây giờ Huyền Tâm hỏi một câu này, quý vị biết vì sao á mà thánh điển của Phật, kinh điển của Phật mà được truyền tụng không, mà nhớ lâu không, quý vị biết vì sao không? Hả? Cũng có cái gatha, tức khi đọc giống như kiểu thơ vậy đó, có cái mà ấm, cái ấm mà người là giống tự mình đọc thơ lục bạc vậy á. Đúng ra mà nói á, thời Đức Phật là ngài dạy hay là ngài nói được cái tập băng cái vàng, một cái vàng mà giống như vàng gatha, vàng kính vậy đó, vàng kính văn á, tức là mình đọc lấy mình nghe âm điệu. Thì có một cái cô đó là cô làm cái luận văn của cô về cái vấn đề cái nào bồ hoạt động như thế nào mà các vị chư tăng ngày xưa mà trung tuyên được tam tạng kinh điển mà cho đến khi mà được viết bằng chữ luôn, tức là ít nhất cũng mấy trăm năm sau. Thì người ta nói làm sao mà thuộc như vậy được, cho đến bây giờ có những người họ thuộc được, tại vì chỉ quý vị biết cái Pali á, cái Pali có cái dàng giống như thử là dàng mình đọc lên mình nghe có âm điệu á. Pali mà quý vị đọc quý vị nghe thấy hay lắm. Huyền Tâm thỉnh thoảng hay mở các bài kinh mà chuyện Pháp Luân á của các sứ người phương Tây, nhưng mà đọc Pali hay lắm. Đọc mình nghe Nam Mô Tathā Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa Bồ Tát na 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 na. Tôi tụng như vậy đó. Không, nhưng mà cái này là cái quý vị nên biết rằng á, cái này là phải có cái âm điệu mới thuộc được, còn không thể nào không bao giờ thuộc được hết đó. Cũng giống như quý vị biết các vị sứ Tây Tạng, vì sao mà quý vị biết vì sao mà họ tụng được liên tục, họ tụng một ngày 4 5 tiếng đồng hồ không? Quý vị biết sao không? Quý vị biết á, cái người Ấn Độ là họ, cái người Tây Tạng là họ sống trên độ cao mấy ngàn mét lận. Họ ăn ít, ăn uống có nhiều khi phải giống mình mà đầy đủ. Thì bây giờ họ phải giữ nhiệt, cho nên họ tùng băng, họ tùng băng băng, họ không có đưa hơi lên cổ, nhưng mà họ giữ lại cái hơi ở dưới bụng á, họ đưa ra cái ấm trầm hùng của họ. Ví dụ như là họ tùng như vậy đó, tức là cái ấm lượng của họ, họ đẩy từ nơi rộn họ đẩy lên, cho nên họ tùng. Quý vị không tính quý vị về tùng thử chứ mà coi, quý vị hỏi quý thầy mà ngồi đàn chứ coi, nếu như mà họ tùng như mình cái hẹt nó cái cổ á, là hơi nó máu hết lắm. Tùng bằng cách nào mà giữ được cái hơi lượng trong người, để cho cái ấm, cái nhiệt độ trong người mình á, giữ được cái năng lượng trong người mình á, thì quý vị có thể tùng liên tục 3-4 tiếng đồng hồ không sao cả. Thì đây là một cái cách. Huyền Tâm nói những người xưa họ có những cái cách để mà họ nhớ kinh văn, thì đây là một, cũng là một cái truyền thống của Ấn Độ. Người ta, quý vị biết á, ở bên truyền thống Ấn Độ là không được hỏi, chỉ học thuộc lòng. Nói sao là những cái là được mặc khải từ Brahman, mà cho nên thành ra tất cả những thánh điển của Veda là cũng như là từ cái đấng gọi là đấng sáng thế, mà cho nên thánh điển của Veda là không được hỏi, không được nghi vấn. Có thể là mình nói đạo Phật là cái đạo duy nhất mà thoải mái. Phật dạy rằng nếu như mà các con mà cảm thấy mà nghi ngờ gì thì cứ thử đi, ta nói ta chứng đắc ở đó, nhưng mà nếu như không tin là cứ thử. Nếu ta đi theo con đường này, ta đã đạt được như vậy, thì cả con có thể đi theo con đường này, cả con cũng sẽ đạt được như vậy. Cho nên thái độ của Đức Phật, thái độ rất là cởi mở, ngài không buộc ai mà phải theo ngài cả. Có nhiều khi có những người mà theo ngài thì ngài nói rằng, quý vị giống như Upali á, khi mà theo ngài nói thôi, ông về hỗ trợ cái vị thầy cũ của ông đi, đừng có bỏ ông á. Ngài đâu có thuyết phục ai theo ngài đâu. Những thái độ này gọi là thái độ rất là cởi mở và khoan dung.
không được nghi ngờ, có sự thẩm chứng của những người có thẩm quyền và được truyền thừa bằng miệng. Cái này là truyền thừa bằng miệng. Thì rồi mình sẽ học tiếp cái bài gì? Bài Kinh Kalama và Kinh Chân Kỳ, để mình hiểu được thế nào là hộ trì chân lý. Phật phủ nhận truyền thống luật một cách rõ ràng, dứt khoát, được ghi lại trong Kinh Kalama và Kinh Chân Kỳ. Thôi chư nghị đã mệt quá, hết giờ rồi, nói nhiều quá. Lần sau Huyền Tâm dài một tiếng thôi, còn nửa tiếng quý vị nói.